Thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long Vlog tiếp tập 26, quả đất sắp rung rinh lay lắc, nhân gian chờ xây dốc Nam Kha, tang thương muôn triệu ức nhà, phước hồng chữ ết phù sa chối người, trước cơ tận diệt hầu kề, hội long hoa sắp mở, chúng sanh liệu thế nào? Xin quý vị và các bạn một đăng ký và rung chuông xem hết 26 tập tận thế và hội long hoa tiếp tập 26. Từ cơ đốc giáo trải qua Phật giáo, cao đài giáo, phái Phật thầy Tây An, Phật giáo Hồ Hảo, cho đến nhiều vị nhân ra đời gần đây đều cho biết tận thế đã gần và hội long hoa sắp mở. Vậy đối với lời cảnh thế của Phật tiên, chúng sanh phải liệu cách nào? Như ta đã biết, vì người đời cứ mãi dấn thân trên con đường tội lỗi, nên chi Đức Ngọc Đế định sự tiêu. Nhưng trước khi quán phán quyết lần cuối cùng, Ngài đồng ý với Đức Phật cho các vị thánh tiên lâm phàm, kêu gọi chúng sanh hướng thiện quay đầu một lần chót. Từ cơ bút của cao đài giáo cũng như sấm dạng của phái Phật thầy Tây An và Phật giáo Hồ Hảo đều gấp, nếu bốn cái ân này mà không làm tròn thì khó mà tu cho tròn đạo Phật. Nói thế không thể hiểu nên trong phần nhân đạo mà bỏ phần Phật đạo, mà nên hiểu rằng đồng thời tu Phật đạo phải làm tròn nhân đạo, nghĩa là cùng với tu huệ phải có tu phước. Pháp môn của Đức Phật thầy Tây An dạy tu tắc để đi đến hội long hoa là như thế nào? Nghĩa là pháp môn học Phật tu nhân, nhưng đừng vội tưởng pháp môn ấy chẳng thu hoạch được kết quả. Bằng chứng cụ thể là đã có nhiều môn đệ của Phật thầy đắc quả và phát huệ tâm, như trường hợp của ông Thanh Sĩ và còn bao nhiêu người mà chúng tôi chưa tiện giới thiệu ra đây vì lý do kỳ dư còn nhiều bậc có huệ và điềm lành không được nhắc đến, vì lẽ không có sáng tác về tận thế và hội long hoa. Sở dĩ chúng tôi phải nói pháp môn của Phật thầy là để đáp lại bạn đã hỏi phải làm thế nào khi biết cơ tận diệt hầu kề, hội long hoa sắp mở. Nhưng những điều chúng tôi đã dẫn ra chỉ là trong muôn một pháp muôn của Đức Phật thầy, và ở đây chúng tôi không thể nói nhiều hơn nữa. Hãy đọc quyển Đức Phật thầy Tây An của Vương Kim và Đào Hưng để giúp quý bạn có một ý niệm tổng quát về tận thế và hội long hoa. Chúng tôi trích ra đây hai bài thơ khốn thụ của ông Thanh Sĩ. Ngày tháng trôi qua tở bóng cầu, giờ ân trên đỉnh chẳng còn lâu, tận đời vạn cảnh lâm trùng mộng, thế diệt thiên bang cuộc bể dâu, chập chững nhân gian nhiều ách nước, chờn vờn thế giới lâm oan sầu, bên kia bên nọ tranh vô địch, lưng lửng rồi thôi chẳng đến đâu. Tóm tắt long hoa ông bà để ý, tóm thâu ý nghĩa một ngày gần, tắt diệt cửu phàm lập thánh tăng, long hội thần tiên quy tứ bộ, hoa trì Phật thánh thống tam ngương, ông trời biến cải màu thiên hạ, bà đất chuyển lưng sắc thế trần, để biết huyền cơ
vi báo ứng, ý phàm hướng thiện, rõ chơn nhân. Và tiếp lời thơ của ông Thanh Sĩ và Phục Lục: khiến thế cảnh đã khổ, chưa buồn tránh khổ, kẻ còn mê lại cố thêm mê. Hạ ngương lắm việc gớm ghê, sâu chưa tu tỉnh quay về thượng ngương. Ta cũng từng để chơn nhiều chốn, từ thị thành cho đến thôn quê, thấy dân lòng bắt ủ ê, rượu chè phung phí, ma đề tứ tung. Trai lẫn gái toàn dùng khách sáo, trẻ cùng già đầy lối ngổ ngang. Bảo sao chẳng cuộc khốn nạn, nhân gây bất chánh, quả mang không lành. Đánh ích kỷ thường gây tham nhũng, khiến gieo mầm kinh khủng chiến tranh. Từ trong hỗn loạn gia đình, chỉ ngoài xã hội rồi cần lân ban. Nếu làm kẻ chịu tan chịu tóc, thì lại mình phải gốc phải gai. Xét lòng kìa hỡi bớ ai, sớm chừa bạo ngược miệt mài tiền lương. Gieo thiện cảm quê hương xứ sở, kết tình thương già trẻ khắp nơi. Cứu nhau chống thoát hoạn đời, độ nhau sớm thoát hưởng trời thuấn nghiêu. Chữ bác ấy nâng niu tu sửa, lễ công bằng chạm phá nơi lòng. Phật thừa nhưng chẳng làm xong, cũng nên vẹn giữ cho trong đạo người. Làm hiền đức tốt tươi đáng mấy, thối hung hăng xấu xí dường bao. Sống gây sâu mọt đồng bào, thác làm ác quỷ chỗ nào gọi vinh. Quả đất sắp rung rinh lây lắc, nhân gian chờ xây dốc Nam Kha. Tan thương muôn triệu ức nhà, phước hồng chữ ép phù sa chối người. Ai hữu chí sống đời thượng khổ, kẻ vô tình thác bụi hạ ngương. Giặc này còn mãi dần lân, tới khi tung nổ khắp trần mới thôi. Tai họ ấy chỉ trời cứu khổ, khổ đâu kia có Phật độ gia. Tỉnh hồn hỡi bớ ba gia, mây trắng chớp nhang như gương, tiếng vang nổ dậy thái dương ánh trời. Lửa binh thiên tướng đổi dời, núi xương sông máu góc trời khá ghê. Lìa gian chia rẽ phu thê, tiếng kêu khóc kẻ gian quê chẳng còn. Xích tình thưởng phất lối mòn, nguyệt tinh chớp nháng mập tròn Nam Châu. Lao sao dân chúng khó âu, sao dân tứ hướng sức thâu ngân hàng. Phiên bang đảng cộng đôi đàn, chiến tranh giành giật xóm làng thác oan. Long hắc giá vỗ một phang, lửa tuôn sấm chớp kêu vang khắp trời. Tâm kim cổ phải đổi dời, thành thang biến đổi biết đời ma chưa. Ba màu phải chịu thớt thưa, cậy cùng nồi giống sớm trưa giúp rầy. Thanh long nối gót trổ tài, thòng vòi lấy nước bên ngồi âu quân. Kim chi kéo nổi bền quân, rút về giá định ngăn chừng đồng nai. Trời ơi sao ó biết bay, xe kia biết chạy tại ai xe ngừng. Sướng sao biến đổi không chừng, chư bang thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ. Ngồi buồn nói chuyện bá vơ, cho ai hiểu chút thiên cơ tại trời. Hạ ngương mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non. Đổi chồng đổi vợ đổi con, đổi non đổi núi
đổi hòn Hà Tiên, đổi Châu Đốc, đổi tỉnh biên, Thóc Sơn lại đổi qua Liên nhà bàn. Qua liền năm nước chọc đàn, qua lộ Văn Giao máu trào như sông. Đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trăm ngày giờ. Đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi, đổi cờ Nam Ban. Trời xoay Âu Á bốn phan, nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ. Chuyển lưng bỏ bậc biên thùy, ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng ương. Khuyên trong anh chị làm ơn, ăn ngay ở thật còn hơn làm giàu. Giữ sao cho khỏi máu trào, giữ sao cho được cẩm bào Phật ban. Ngõ dân ta lắm nỗi buồn, trở về non đảnh lập tuồng cờ tiên. Cả kêu các vị đạo tiên, ai mà muốn đánh để tiền nắm quan. Có thua xin chớ thở than, sắp cờ ngồi lại năm quan để liền. Nước đỏ nước trắng chớ phiền lộn con, đi đầu chốt trắng quá ngon. Bên kia pháo đỏ lòng son cập kề, chốt trắng ra bị xe nghề, xe đỏ nghề nghiệp trở về chống ngăn. Pháo đỏ tượng trắng đã ăn, xe nghề đương chống đốn ngăn nước cờ. Pháo đầu xuất tướng bơ phờ, xe đâm ngựa chết hững hờ tướng thua. Thiếu tướng bắt sĩ làm vua, cờ ai đánh vậy mà thua uổng tiền. Sở dĩ tứ thánh không nói thẳng là vì thiên cơ bất khả lậu. Kính thưa quý vị cùng các bạn, diễn đọc 26 tập Tặng Thế và Hội Lân Hoa, quyển Sao Lưu nên nhiều từ có nhầm lẫn. Tặng Thế và Hội Lân Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc vị nhân và các nhà bác học. Vì quyển Sao Lưu có nhiều sơ xuất, và kính xin quý vị cùng các bạn lượng thứ. Còn rất nhiều lời tiên tri, nhưng vì thời cuộc lúc bấy giờ nên người Sao Lưu cũng bỏ bớt. Xin quý vị tìm đọc, nếu có điều kiện cho Long Vlog mượn photo để lưu lại cho hậu thế. Số điện thoại Thanh Long Vlog 0384444119. Kết thúc 26 tập Thanh Long Vlog, xin chân thành và cảm ơn. Vâng, xin đa tạ và cảm ơn các bạn.